chào bạn, thì hôm nay đến với An Phát ấy, thì mình đến để săn sale, mình có đến sớm không? Mình cũng đến tầm vừa vừa thôi, tầm 7 giờ 7 rưỡi. Hôm nay thì bạn đã mua được cái món đồ gì cho mình rồi? Mình mua được chiếc ghế Wario này. Bạn có hài lòng về sản phẩm này của bạn hôm nay mua được không? Có, mình rất là hài lòng. Về chất lượng của ghế thì có thể là bạn đã xem trước rồi, nhưng mà mình biết là có thể là bạn sẽ tin tưởng An Phát. Thì vừa là chất lượng vừa là dịch vụ thì bạn cảm thấy thế nào khi trải nghiệm An Phát? Tất cả đều ổn hết. Kiểu nhân viên An Phát thì cũng hòa đồng rồi, là nhiệt tình. Okay. Rất cảm ơn bạn hôm nay đã đến với An Phát và chúc bạn có nhiều trải nghiệm với cả chiếc ghế mình mới mua nhé. Chào bạn, hôm nay thì bạn đã đến với An Phát thì mình có đến sớm không? Hôm nay em đến từ lúc 8 rưỡi 9 giờ đấy ạ. Tức là mình đến khá sớm đúng không ạ? Vâng. Đông Anh đi sang. Từ Đông Anh đi sang luôn. Đúng rồi ạ. Vâng. Thì chiếc ghế này thì bạn mua được với giá sale khá là ok ấy. Thì bạn có hài lòng với nó không? Mình hoàn toàn hài lòng với nó. Vâng. Khi đến trải nghiệm dịch vụ của An Phát ấy thì bạn cảm thấy như thế nào? Dịch vụ ở đây thì nhân viên rất là thân thiện và tư vấn nhiệt tình. Mình mua ở đây cũng sản phẩm thứ tư, sản phẩm thứ năm rồi, thế nên là cũng quen với phong cách phục vụ ở đây. Vâng. Mình rất là cảm ơn bạn đã đến với An Phát. Thì hôm nay thì bạn có sẽ ở lại đến cuối cùng để bốc thăm trúng thưởng chứ? Hôm nay thì mình cũng không biết được, bởi vì trời bây giờ cũng sắp mưa, khả năng là mình có thể là mình đi luôn bây giờ. Vâng. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tốt khi mà đã mua được sản phẩm ưng ý nhé. Xin cảm ơn. Hôm nay đến với An Phát ở 49 Thái Hà thì bạn cảm thấy như thế nào? Em thấy rất là vui và mọi người đến khá là đông ạ. Thì hôm nay bạn đã chọn được đồ mà mình như ý muốn của bạn chưa? Dạ, em đến khá là sớm nên là em cũng chọn được đồ như mình mong muốn rồi ạ. Hôm nay đến với An Phát thì mình có đến sớm không? Mình đến từ lúc 9:20. Tức là bạn đến khá là sớm đúng không? Hôm nay thì mình đã mua được sản phẩm gì rồi? Mình mua được cái màn hình 29 inch ở đây. Bạn cảm thấy có hài lòng không? Mình thấy là may, tại vì mình thấy có mỗi năm cái màn hình thôi nên mình cứ sợ là đến sau thì không được, nhưng mà vẫn mua được. Tức là mình đã mua được về cả chất lượng và cả số lượng rồi đúng không? Đó, có được mua mỗi một thôi nên là cũng không có số lượng gì ở đây cả, được mỗi một cái rồi thôi. Ok, thì bạn có cảm thấy hài lòng khi mà mua được sản phẩm này cho mình không? Mình cũng thấy ok. Hôm nay thì đến với An Phát, bạn cảm thấy dịch vụ của An Phát như thế nào? Cũng ổn ạ, nhưng mà chỉ có mỗi cái là nếu mà mình biết là chương trình này mà chỉ mỗi người một cái thì mình sẽ gọi thêm bạn mình đến để mình mua được tôi đủ đồ. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã đến với An Phát hôm nay nhé. Em chào anh, thì hôm nay đến với An Phát thì anh đã mua được gì cho mình rồi? Anh đến đây để mua cái am đôi cho màn hình. Thì mình đến có sớm không? Tức là mình có phải xếp hàng lâu không? Xếp hàng cũng lâu phết, tại vì anh đến gần 10 giờ mới đến. Thì anh cảm thấy trải nghiệm ở An Phát ngày hôm nay như thế nào? Thì hôm nay là kiểu giờ vàng nên là các bạn đến đây rất là đông, nên là đến đây thì khá là lâu ấy. Khi mà mua được cái đồ mà mình mong muốn ấy, thì cảm xúc của anh bây giờ như thế nào? Anh thì cảm thấy bình thường thôi. Em cảm ơn anh đã đến với trải nghiệm của An Phát hôm nay nhé. Em chào anh, hôm nay thì anh đến An Phát thì mình đã mua được gì rồi? Thì hôm nay thì tranh thủ thì anh cũng ra mua được cái càng màn hình ấy. Đấy, càng của Asus. Đấy, để nâng cấp lên để có gì vừa làm việc vừa chơi game cho tốt mà. Anh cảm thấy hài lòng khi mà mình mua được sản phẩm với cái giá rất là ưu đãi này không ạ? Có, hôm nay là mình cũng rất may mắn vì phần quà này thì mình cũng gần như là cuối cùng rồi. Là nhà mình đã được phần quà ngày hôm nay. Thì đến với trải nghiệm của An Phát hôm nay, anh thấy cảm thấy dịch vụ của An Phát như thế nào? Dịch vụ ngày hôm nay thì mình thấy thì là nói chung là mình cũng đây vào đây 1-2 lần, nhưng mà thực sự là dịch vụ bên mình là rất tốt, về cả về phần đón tiếp cũng như là về phần khi mà mua hàng ấy thì các bạn đón tiếp nồng nhiệt. Vâng, em rất cảm ơn anh đã đến với An Phát ngày hôm nay và chúc anh có nhiều trải nghiệm với cả chiếc cả mình vừa mua nhé. May mắn mà chúng được giải là màn hình Samsung 32 inch, thì hiện tại thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Năm nay em thi lại ạ, thì em đang đợi kết quả học bạ mà em lỡ tiêu may mắn vào này rồi, không biết đỗ không ạ. Nhưng mà mình đã lỡ rồi nhưng mà mình lại còn được một cái phần quà đúp thêm ấy. Thì mình nghĩ là chắc chắn là cái phần quà này nó sẽ rất là ý nghĩa đối với bạn. Thì hiện tại thì bạn cảm thấy như thế nào, vui hay là không vui ấy? Cũng vui mà cũng không vui ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ trao cho bạn cái phần quà đấy nhá.